Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official. Với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Bí mật gia truyền thứ 12, chữa cảm hàn, sợ lạnh, cơ thể đau, bụng đầy trướng, nôn mửa. Bài thuốc ngũ tích tán, nguồn gốc từ cuốn sách thần dược cổ truyền Hòa Tế Cục Phương. Bài thuốc này được ghi dưới dạng thư nôm trong Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư, trang 96-97 của Đại Y Thiền Sư Tuệ Tĩnh. Đặc biệt, giá trị ở những gia giảm sáng tạo phù hợp với môi trường và khí hậu Việt Nam, đúng theo phương hướng Nam Dược trị Nam Nhân. Chủ trị là ôn trung, giải biểu, tiêu tích, trị ngoại cảm hàn thấp, sợ lạnh, đầu đau, cơ thể đau, bụng đầy trướng, nôn mửa, không muốn ăn. Các vị thuốc: bạch chỉ, xuyên khung, can thảo, phục linh, đương quy, nhục quế, bạch thược, bán hạ, trừng bì, chỉ sát, ma hoàng, thương chuẩn. Can khương, cắt cánh, hậu pháp, các vị thuốc tán bột, mỗi lần uống 12 gram, cho vào 3 lát gừng tươi, gừng tươi, sắc nước, uống nóng. Bài thuốc này được mở đầu bằng câu thơ phương này chép thứ 12, sinh liệu ngũ tích này bài tân ôn. Sinh liệu tức là dược liệu sống, tân ôn là vị cay, tính ôn. Tích hàn, tích thấp, tích đờm, tích khí, tích huyết đều làm cả năm. Cái bài này chữa cả năm chứng tích nên là tên là ngũ tích. Chứng hàn thân thể lạnh trầm,
ăn của sống lạnh, đau âm trong lòng. Chứng thấp tay chân nặng sưng, bởi nắm đất cát lặn sông giang hồ. Có người vì nước vì vua, dặm ngàn dãi gió dầm mưa xa gần. Kẻ vì thê tử song thân, tức là vợ con và cha mẹ, nông tang cày cấy ân cần hôm mai, vất vả khó nhọc hôm mai. Cho nên thấp khí trong ngoài, biến sinh đờm chứng khôn mày biết hay. Dạ sưng thịt nặng bụng đầy, đờm ho thân thể chân tay nặng nề. Hoặc người tọa ngoạ kiều thùy, tức là ngồi nằm hoặc ngủ lâu, cho nên khí trệ hoãn trì vào trong. Phụ nhân kinh nguyệt chẳng thông, phụ nữ, tức là phụ nhân kinh nguyệt chẳng thông, nam nữ hàn thấp ám cùng lạc kinh. Chỉ dùng ngũ tích phương lành là khỏi thôi. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.